Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng năm 2019. Đến với bản tin hoạt hình đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Trong phần hai là tin tài liệu và phóng sự cộng đồng. Để mở đầu, Bé Phượng có mời quý vị theo dõi nhận định và phân tích thời sự Việt Nam với Nam Anh. Kính thưa quý vị, đến với bản tin nhận định và phân tích thời sự Việt Nam tối nay, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi trích đoạn bài soạn của nhà báo Phạm Trần đề tài vẫn như ông bình vôi. Tại sao ông Nguyễn Phú Trọng vắng mặt tại phiên họp khai mạc Quốc hội kỳ 7 và trong đoàn Quốc hội viếng lăng Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 5 2019? Thời nhân văn giai phẩm năm 1956, cụ Phan Khôi đã viết về sự tích ông Bình Vôi. Cái Bình Vôi, vì nó sống lâu ngày lòng nó đặt cứng miệng nó bích lại ngồi củ rũ trên trần hoặc trên tường thành cũng như pho tượng đất hoặc gỗ không nói năng không nhúc nhích thì người ta tôn thờ sùng bái mà gọi bằng ông tôi viết cái bài khảo cứu nhỏ này cốt để cắt nghĩa mấy câu thơ của lê đạt những kiếp người sống lâu trăm tuổi y như một cái bệnh vôi. Càng sống càng tồi, càng sống càng bé lại. Có nơi ghi y như một dãy bệnh vôi. Bài thơ ông Bình Vôi của Lê Đạt, Phong Trào, Nhân văn Giai Phẩm năm 1956. Đem truyện kể của cụ Phan Khôi và bài thơ về ông Bình Vôi của nhà thơ Lê Đạt, tên khai sinh Đạo Công Đạt, năm 1929-2008 thời Nhân văn Giai Phẩm năm 1956 để soi vào Đảng Cộng sản Việt Nam sau hơn 33 năm gọi là đổi mới năm 1986-2019 thì cũng thấy có nhiều ông bình vôi như thế. Thứ nhất, Đảng vẫn tự áp đặt chủ nghĩa Cộng sản Bắc Lê và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh đã thoái trào lên đầu dân để một mình cai trị độc tài, chống đa nguyên, đa đảng dù chưa bao giờ hỏi ý dân qua bỏ phiếu hay trưng cầu ý kiến. Thứ hai, lãnh đạo miệng nói dân chủ nhưng chỉ dân chủ trong đảng, dân chủ trong dân thì phải xin cho. Thứ ba, tuyên truyền nhân dân làm chủ nhưng nhà nước quản lý mọi thứ, đặc biệt về đất đai và các quyền tự do cơ bản của công dân. Dù hiến pháp tôn trọng các quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tự do biểu tình hội họp và tự do lập hội nhưng nhà nước lại không cho tư nhân ra báo tiếp tục trì hoãn trình luật biểu tình do bộ công an soạn thảo ra quốc hội với lý do vì còn nhiều ý kiến khác nhau thứ bốn đảng hô hào xây dựng chỉnh đốn đảng cổ võ phong trào làm gương sống và làm theo phong cách và đạo đức hồ chí minh theo phương châm cần kiệm liêm chính và chí công vô tư nhưng cán bộ đảng viên vẫn nịnh trên nạt dưới vẫn chạy chức chạy quyền vẫn sống theo phong cách không nhút nhích để sống chết mặt bay tiền thầy bỏ túi và tham nhũng tự do thứ năm đảng và nhà nước vì sợ làm mất lòng đảng anh trung cộng mà lại đàn áp không nương tay các cuộc biểu tình tự phát của dân, dù để lên án các hành động xâm lược lãnh thổ và lãnh hải và đàm ác ngư dân Việt Nam ở Biển Đông của Trung Cộng. Thậm chí, nhà nước còn ra lệnh cho công an chìm, nổi, đội lốt, công đồ, tấn công cả những người dân, dù mới có ý định hay tập hợp tri ân những người lính và công dân đã hy sinh trong các cuộc chiến đấu bảo vệ lãnh thổ tại Hoàng Sa năm 1974 biên giới Việt Trung từ năm 1979 đến năm 1989 và tại Gạc Ma, Trường Sa năm 1988. Thứ sáu, ngoài miệng tuyên truyền hòa hợp và hòa giải dân tộc, nhưng đảng lại hành động gây chia rẽ và gây hận thù giữa kẻ thắng và người thua sau 30 năm chiến tranh huynh đệ tương tàn do Đảng Cộng sản Việt Nam chủ động năm 1945 năm 1975. Thứ bảy, tùy theo đổi nền kinh tế thị trường và đề cao vai trò của kinh tế tư nhân để hội nhập với thế giới nhưng vẫn bám lấy cái đuôi theo định hướng xã hội chủ nghĩa để bảo vệ quyền kiểm soát của chính phủ trên nền tảng kinh tế nhà nước hay doanh nghiệp nhà nước phải giữ vai chủ đạo. Theo nội dung thì hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 bàn về các nội dung đề cương các văn kiện trình đại hội đảng 13 chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của đảng. Ông Trọng nói, cùng với báo cáo chính trị thì sẽ có báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011 và nhìn lại 30 năm 1991 2021 thực hiện cương lĩnh để làm nên có cách nhìn toàn diện, tổng thể để chúng ta định hướng bàn về chiến lược, nhiệm vụ sắp tới để thực hiện có hiệu quả cương lĩnh. Trung ương đã quyết định chưa đặt vấn đề sửa đổi cương lĩnh, tôi nói rõ ý đó. Nhưng ý đó chẳng phải là của riêng ông Trọc, mà là của cả Hội đồng Lý luận Trung ương, cơ quan tham mưu cho đảng, về các vấn đề lý luận chính trị, chủ nghĩa Mark lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa xã hội, định hướng và hoạch định các chính sách, chuẩn bị văn kiện cho Đại hội Đảng Toàn quốc theo Bách khoa Toàn thân mở. Cơ quan này hiện có trên 44 người, do giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cầm đầu từ ngày 2 tháng 3 năm 2018 thay cho ông Đinh Thế Huynh nghỉ bệnh dài hạn và thôi giữ chức thường trực bí thư. Vậy những điểm cốt lõi của cương lĩnh 2011 viết gì? Trong đó có đoạn viết theo kiểu nhét chữ vào miệng dân rằng đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử nhưng bằng chứng khát vọng của nhân dân ta ở đất nào chui lên và y về kinh tế văn kiện này ghi phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu nhiều thành phần kinh tế hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế bình đẳng trước pháp luật cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Về chính trị, cương lĩnh viết rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động lấy tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản. Như vậy, rõ ràng là đảng đã tự viết ra điều mình muốn cả trong cương lĩnh và hiến pháp để bắt dân phải làm theo không qua bất cứ quá trình lựa chọn hợp pháp và dân chủ nào. Đó là độc tài, phản dân chủ và chống lại nguyện vọng chính đáng và đứng đắn của dân. Vì như ông trọng đã khẳng định Trung ương đã quyết định chưa đặt vấn đề sửa đổi cương lĩnh, tôi nói rõ ý đó, thì lại có những viên chức cao cấp trong đảng không biết muối mặt để ca ngợi ông Trọng hết lời. Nhà báo Nhị Lê, phó tổng biên tập tạp chí Cộng sản, ông nói với báo điện tử Zin Dot VN, tầm tư duy chiến lược của tổng bí thư, chủ tịch nước là nhìn tận chân trời nhưng vẫn thấy được bước đi cụ thể dưới chân mình. Đó là tầm tư duy của người lãnh đạo có thể tạo ra thế nước, lòng dân, vận đạo. Kính thưa quý vị, vừa rồi là trích đoạn bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam vẫn như ông Bình Vôi do nhà báo Phạm Trần biên soạn. Nam Anh xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin hoạt trình độ đến đây xin tạm ngưng. Bích Phương sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.